Nãy lên nghe ở stream để đón chặn kỳ này chào mừng bạn nghe ú về Việt Nam đây để gương mặt của nghe ú đây đây gọi thành lên thế Phật đây là cái gì nhưng mà quá kỳ không lái của nghe ú em lại đi chỗ đi chơi à miền Trung à về đó là cái gì đi con đường 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 đi con bạn thì lên rồi. Cứ ngồi lại cứ phải ăn đứng này vừa vừa đứng vừa khóc này. Đọc thuốc nguyên đây mà ngay cửa ăn quá nhiều tí. Đấy là mình. Anh nói là chưa ăn được không? Tay thì hơi khó chứ. Anh túm vào đấy xong đặt đi cho cái chú cụ ấy là luôn. Mình tục. Từ mình. Không. Đúng không? Thì mình đang có bạn tại tại đâu nhỉ? Đây là có hai thẩm vấn là Mister và đang xem phim và đang đi xem phim. Là chuyên môn chuyện bạn chọn hai cái mà Linh vẫn ngồi ở đây. Linh ơi, Linh mới đi phục hồi về à? Mới đi phục hồi về Linh. Mày đâu? Mày đâu? Mai mới lấy lắm. 5 giờ sáng. 5 giờ sáng đấy lại rồi. Bây giờ tôi ngủ 5 giờ đấy lại rồi. Linh bảo là 5 giờ mai dậy đi xe bước. Mà bây giờ tôi chưa ngủ, tôi ngồi đây. Đây, ngồi cửa đây. Đi đâu mọi người lên. Sao bảo là nghỉ rồi. Hay đi chỗ chỗ à? Ừ, đi Nhật. Thích xe đâu? Ngộ thôi, vật chỗ nào vật. Thế không mang cái gì được rồi. Wow. Rồi, ai đổi tên tay. Bây giờ mẹ đi, mới đi làm về. Bây giờ mong sợ. Hey yo, đã kết thúc một ngày vậy là đi chơi lang thang ở Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ dừng lại cái vlog ở đây. Mọi người thích cái vlog này thì như này thì hãy để lại cho Linh một like, một comment và nữa subscribe cho Linh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Chào, quay lại chào mọi người. Tối mà.